Lưu Lưu. Gì nữa ông nội? Ba có chuyện này. Ông kêu Lưu Lưu là tôi biết có chuyện gì đó cũng ứng. Chuyện gì? Nói nghe coi. Chuyện này phán gì ai dám nói nữa mày. Chuyện gì nói đi. Ba tính đó. Ba tính lợi dụng con làm quảng cáo nữa phải không? Tôi đi guốc trong bụng không á. Đây không phải là lợi dụng mà ba. Giữ nhau thật chặt. Papa l'americano. Lại rồi ơi, cái mùi nhu chua nước miếng nước mồm nhảy nhảy hết trơn. Trời ơi, nó ấy cho tiền qua bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, mà sao nó tròn nguyên chi à? Ai da, nước miếng nước mồm nè. Vì em anh sẽ ra đi em được vui, buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi, xóa tên của anh trong ký. Chủ秀宫，什么时候轮到你在这儿发号施令了？